Xin chào bạn, mình có ở đây một chiếc ốp lưng trong suốt và được đính kim tuyến ở ngay trong cái chất liệu nhựa làm nên ốp lưng đó. Một dòng sản phẩm của SPN, đây là dòng Liquid Fitter. Sản phẩm này được sản xuất tại Hàn Quốc và màu sắc là màu trắng trong suốt. Đấy. Với chiếc ốp lưng này thì các bạn vẫn giữ được cái thiết kế nguyên bản của máy, đồng thời nó có thêm những cái lớp kim tuyến lấp lánh rất là đẹp. Và các bạn lưu ý là cái lớp kim tuyến này các bạn sẽ thấy nó khác hoàn toàn với dòng ốp lưng kim tuyến đến từ Trung Quốc. Chút nữa mình sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề này. Đây, các bạn thấy. Nếu các bạn nhìn dưới ánh đèn ấy, hoặc buổi tối có ánh đèn chiếu vào thì các bạn sẽ thấy nó thực sự rực rỡ. Nó được làm hoàn toàn từ nhựa mềm nhé. Các bạn lắp thoải mái mà không lo nó bị gãy hay là bị vỡ. Và chất liệu nhựa TPU thì sử dụng thoải mái, cũng không lo bị cong, bị rão. Đương nhiên nó sẽ tốt hơn những dòng nhựa silicon thông thường rất là nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là những cái hạt kim tuyến này này, thay vì chát, vì phủ lên, vì sơn lên, thì Spigen đã đúc luôn, trộn luôn vào cái nguyên liệu và đúc thành cái sản phẩm này. Chính vì thế cái hạt nguyên liệu này nó được phân bố đều ở toàn bộ ở viên bên trong, và nó sẽ không bao giờ bị rơi ra, bị bong ra nữa. Các bạn có thể dùng mãi mãi mà nó vẫn giữ nguyên được cái lớp kim tuyến rất là lấp lánh này. Đây. Và đây cũng là một chiếc ốp lưng rất là mỏng. Đó. Thì khoảng 0,9, khoảng 0,9 mm mà thôi. Mình sẽ lắp lên chiếc S10. Rất nhiều các bạn nữ thích chiếc ốp lưng này. Hầu hết mà khi mà các bạn vào Lê Giang và tư vấn một chiếc ốp lưng dành cho nữ, mình hay đưa mẫu này ra, thì hầu hết mọi người đều sẽ lựa chọn cái mẫu này dành cho nữ. Đây, các bạn thấy nó không bị to hay là bị dày quá, các bạn cầm trên tay vẫn rất là thoải mái. Dù khá là mỏng nhưng chiếc ốp lưng này cho cái cảm giác cầm ở trên tay nó vẫn rất là chắc, nó không bị ọp ẹp hay là bị lỏng lẻo gì cả. Còn cái lớp kim tuyến này sẽ rất là đẹp. Đối với chiếc máy màu trắng này thực sự thì nó không được nổi bật lắm, để mình lắp thử cho chiếc máy màu đen. Chút nữa mình sẽ lắp lên chiếc máy màu đen, các bạn sẽ nhìn nó lấp lánh hơn rất là nhiều. Đây. Nó vẫn bảo vệ tốt cho cái camera. Từng chi tiết của Spigen để hoàn thiện thuộc hàng xuất sắc rồi, các bạn không phải lo về cái vấn đề hoàn thiện cả. Một trong thương hiệu mạnh nhất trên thị trường về cái dòng ốp lưng bây giờ, tiền cũng được nhô cao, phím bấm thì rất là nảy, rất là xịn. Đây, mình sẽ lắp lên chiếc đây, sẽ lấy chiếc lắp lên chiếc S10 màu đen để bạn dễ hình dung hơn nhé. Với màu đen thì cá nhân mình thấy thì nó sẽ lấp lánh hơn khá là nhiều so với màu trắng, nhất là dưới ánh đèn hoặc dưới trời tối. Đây, như vậy này, đó, màu đen nó vẫn giữ nguyên được cái màu sắc của máy dù là màu đen. Tất nhiên màu trắng trông nó sẽ giữ được cái kiểu dáng hoàn toàn hơn. Đây, màu đen thì trông nó sẽ lấp lánh hơn. Tuy nhiên chiếc ốp lưng này bạn lưu ý là sử dụng một thời gian nó vẫn có thể bị ố màu nhé. Và cái thời gian ố màu hay không ấy, thì tùy thuộc vào cái mồ hôi tay của mình và cái thời tiết nồm. Ví dụ như ở miền Bắc mùa hè chẳng hạn thì có thể nó sẽ dễ bị ố màu hơn. Đây. Khá là gọn gàng ở cầm trên tay. Thực sự nếu ai thích một mẫu ốp lưng trong suốt mà thời trang thì có thể lựa chọn cái mẫu ốp lưng này. Và để đặt mua thì các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện lên số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.